Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thì em Khánh sẽ lên sóng báo giá chi tiết, review chi tiết một chiếc xe mà bây giờ giá cực kỳ rẻ quý vị và các bạn. Một trong cái mẫu xe quốc dân, mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, một chiếc Toyota Innova bản V nhé, phiên bản số tự động máy 2.0, tên tư nhân biển Hải Phòng. Bây giờ giá cực kỳ rẻ quý bạn, chỉ hơn 200 triệu đồng thôi. Một chiếc Toyota Innova bản V sản xuất 2008, đăng ký 2011, phiên bản số tự động máy 2.0. Đấy, xe cực kỳ là đẹp. Xe trang bị màn hình Android cam nùi, cảm biến nùi, bản V. Bản V là bản đủ tương đương với bản G nhé. Phanh đĩa ABS, túi khí, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện. Đó, vẫn còn ghế lỉ các bạn này. Đó. Da pha lỉ. Lỉ phía sau này. Điều hòa ba dàn trần lỉ nguyên bản. Nội thất ghế da chiếc xe này, nội thất cực kỳ đẹp các bạn này. Wow. Chiếc xe này thì không thích hợp với quý vị các bạn chạy dịch vụ. Chỉ nếu quý vị các bạn chạy dịch vụ thì có thể chạy đối với những chuyên gia nước ngoài. Thì những cái phiên bản số tự động này đi xe nó sẽ êm hơn là phiên bản số sàn. Đấy, thì cái nhu cầu nó cao hơn. Thì đối với chuyên gia thì người ta cũng thích êm ái vì người ta là chuyên gia mà. Đấy, hoặc là những khách VIP. Còn phiên bản số sàn thì thích hợp với chạy dịch vụ hơn. Vì những phiên bản số sàn thì nó tiết kiệm xăng hơn một chút. Cảm biến nùi, cam nùi, một mẫu xe MPV, mẫu xe du lịch rộng rãi nhất phân khúc, mặc dù kích thước chiều dài chỉ có 4m6 thôi. Một dòng cái thiết kế rất là tài tình. Dòng xe quốc dân, các bạn nhìn thấy ở ngoài đường thì khá là nhiều. Làm bệ chắc chắn, lốp mới, lốp nắp rất là dày. Hệ thống phào chỉ nguyên bản, không đâm xô tai nạn ngập nước gì cả. Xe trang bị công nghệ đèn halogen cả trước cả sau, hỏng hóc thay thế rất là sẵn và rẻ. Bản này trang bị la răng 15 inch, la răng đúc hợp kim nhôm, dạng đa chấu, phanh đĩa ABS phía trước và phanh thăng trống ở phía sau. Phần cua lốp cực kỳ đẹp này. Đó, sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ. Đó, hệ thống phào chỉ đây, rất đẹp nha. Táp ly này, dòng xe Nhật thì cái táp ly rất là đẹp luôn. Rất là bền. Đây hàng ghế thứ hai này, 4m6 mà hàng ghế thứ hai ngồi rộng thênh thang, không kém gì những chiếc VF8, VF9 của nhà Vin cả. Thiết kế dòng xe Innova này rất là hay, cho nên là rất là được nhiều người dùng. Đấy, đặc biệt là những dòng xe này thì nó bền bỉ. Một chiếc xe mà chạy dịch vụ thì cái điều quan trọng đầu tiên đó là sự lành lặn, không hỏng vặt. Ví dụ như các bạn mà chạy dịch vụ mà cứ chạy dịch vụ mà lại lăn ra đường thế thì chết. Dòng xe này thì nó là siêu bền. Đấy, cứ đổ xăng là chạy thôi. Các bạn thì chỉ cần thay dầu, nước mát, nước là mát đầy đủ. Đấy, là cứ thế bon bon trên đường từ năm này qua năm khác. Không phải tự nhiên mà một mẫu xe không được cái form giá không được đẹp lắm mà lại rất được ưa chuộng ở Việt Nam. Vì nó cực kỳ là lành. Bản này trang bị hai túi khí, một cho phía bên phụ, một trên vô lăng cho người lái. Màn hình cam nùi, cam hành trình. Điều hòa cơ, cảm biến nùi, sấy kính. Phiên bản số tự động. Hộp số 4 cấp, hỗ trợ leo dốc đồ đèo số 3D2 và số thấp là số lao nhé. Bệ tí tay này, lỗ thất ghế da này. Vô lăng bọc da, trên vô lăng tích hợp túi khí. Một chiếc xe khá là cứng, khóa điện. Điều hòa ba dàn trần lỉ nguyên bản. Đó, cửa đóng cực kỳ chắc chắn. Những chiếc xe phiên bản số tự động thì rất ít khi chạy dịch vụ các bạn nhé. Rất ít khi. Đấy, công nghệ máy van bi thiên thông minh. Lốp láp dày, răng đúc phanh đĩa ABS 4 bánh luôn.
Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh chúng em để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên hàng ngày. Quý vị và các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình. Đó, một chiếc Toyota Innova 2008 đăng ký 2011 bản V và mức giá có 255 triệu đồng thôi các bạn ạ, 255 triệu đồng. Không thể rẻ hơn được quý vị và các bạn nhá, xuống hết tầm giá rồi. Hết tầm giá rồi các bạn ạ. 2008 đăng ký 2011. Không taxi, không khoan đục. 15A01454. Em nhớ không nhầm thì cách đây khoảng 1 đến năm ngoái đi thì ở một chiếc Toyota Innova G. Innova G nhá. Đấy, bản số sàn 2008 thì nó cũng ở cái mức giá này. Đấy, thậm chí nó còn giá còn cao hơn một chút. Nhưng đây là bản V, bản số tự động 2008 đăng ký 2011 và mức giá chỉ có 255 triệu đồng. Đó, không thể rẻ hơn được nữa rồi. Một chiếc xe đẹp, lên nhiều đồ. Đó, sơn xi đẹp, gia đình sử dụng, tư nhân gia đình sử dụng. Đấy, hệ thống phào chỉ đây. Wow. Xe này mà không mua thì rất là khó tìm được một chiếc xe với cái tầm giá như này. Đó, 2008 Phúc Yên Vĩnh Phúc đăng ký 2011 cơ. Một chiếc xe vô địch trong tầm giá các bạn ạ. 255 triệu đồng một chiếc Toyota Innova bản V. Đó. Gọi là giá xuống hết tầm giá rồi. Không thể xuống hơn được nữa. Phần táp ly này. Đó, bằng táp lô trung tâm này, quá đẹp luôn. Điều hòa của dòng xe Nhật này thì miễn bàn rồi. Cực kỳ mát. Khóa điện này. Đó. Wow. Đấy, cam hành trình này. Đấy, hộp đựng kính này. Cái này màn hình thì chạy DVD, cắm thẻ nhớ, cắm USB nhé, giải trí đa phương tiện. Đấy, phiên bản tự động. Đấy, số zig zag, cái số này thì rất giống trên Fortuner, rồi Vios, rồi rất nhiều cái mẫu xe từ đến từ nhà Innova, nhà Toyota. Đấy, màn hình cam lùi này. Đó, số rất là mượt. Máy nổ êm. Xe còn cách âm khá là tốt, chạy cực khỏe luôn. Hệ thống âm thanh là 4 loa chính và 2 loa tép nha. Âm thanh khá là hay trên dòng xe Innova này. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý bạn nhé. Sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý bạn xem. Chiếc xe này thì rất là phù hợp cho quý bạn sử dụng gia đình đông người. 7 chỗ ngồi rộng rãi. Máy móc bền bỉ. Dòng xe Toyota này họ, các cái kỹ sư của Nhật ấy, họ tạo ra một cái khối động cơ tản nhiệt cực kỳ là tốt, cho nên dòng xe Nhật này rất ít khi bị nóng máy thổi doang nhá. Đó. Đó là một đặc điểm cực kỳ là tuyệt vời trên cái mẫu xe của Nhật và đặc biệt là Toyota, thương hiệu toàn cầu. Hơn 200 triệu đồng một chiếc xe số tự động 2008. Lăn bánh 2011 mà mức giá vẫn chỉ là 208 thôi các bạn nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova sản xuất 2008. Bản V phiên bản số tự động, máy 2.0. Đó, bản V thì bản đủ thì được trang bị phanh đĩa ABS này. Đó, phần ốc ếch bản lề đây cực kỳ là đẹp này, chỉ có dấu vết thời gian là chưa đụng đến cà lê mô lết. Hệ thống phào chỉ zin nguyên bản, đầu đít zin nguyên bản, không đâm xô tai nạn gì cả. Một mức giá rất là hời chú bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì quý bạn mua về chạy dịch vụ gia đình hoặc là chạy dịch vụ khách VIP hoặc là chạy chuyên gia các cái khu công nghiệp thì quá tuyệt vời luôn nhé. Đấy, dòng xe số tự động thì khi các bạn di chuyển thì nó sẽ êm hơn rất là nhiều so với phiên bản số sàn, vì mình phải côn ra ga vào
Đấy, số tự động thì nó sẽ rất êm, có máy nổ miễn chê luôn. Đó, chỉ nghe tiếng tách 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 tách, nghe phê cái tai. Dòng xe này thì có một cái hay nữa, đó là máy đặt dọc dẫn động cầu sau, khung gầm rời, vào cua hoặc là chạy đường trường thì hết nước chấm luôn nha các bạn nhé, hết nước chấm. Bây giờ những chiếc Toyota Veloz Cross đấy, thì chỉ dẫn động cầu trước thôi, đó, khung gầm liền, khung gầm Daihatsu thì không thể có cửa so với cái dòng xe mà khung gầm rời, máy đặt dọc cái này, chạy đường trường thì miễn bàn. Nếu quý vị các bạn mà đang có cái tầm tiền này rồi, nó chỉ hơn 200 triệu đồng thôi, mà muốn sở hữu một chiếc xe ngon, số tự động, chạy êm, máy móc bền bỉ, nành nặn, đồ đạc thay thế rất là sẵn và rẻ, thì chiếc này cực kỳ là phù hợp quý vị bạn nhé, cực kỳ phù hợp. Và những cái bản Toyota Innova bản V này thì bên em thì cũng rất ít có. Thực ra thì một năm thì đâu đó cũng chỉ về được khoảng 5 đến 7 con thôi. 5 đến 7 con cái form này. Form này 2009 rồi nhé. Một mức giá cực kỳ hợp lý. 255 triệu đồng bên em còn bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển. Đó, lọc lá thêm cho các bạn nhé. Những chiếc xe nó xuống kịch giá này thì không thể bớt được nhiều nữa rồi. Bên em chỉ bao hồ sơ lọc lá thêm cho các bạn thôi. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này, liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc là số 0818733286. Đây cũng là hai số Zalo của em. Nếu quý vị các bạn cần biết thêm chi tiết về chiếc xe này, về ảnh rồi video các kiểu, mình sẽ làm việc trước, đến khi mình đến xem xe thì chỉ việc xuống tiền là mang xe về thôi. Đi lại nếu mà không làm việc kỹ đi lại nó sẽ mất công, mất việc, mất tiền nữa. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành hộ kênh Ô Tô Hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều là vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.